Đường đi tới quán bánh bèo cây gòn ở Bình Hoà, Châu Thành. Mình chạy qua đường Bình Hoà, qua cây sau cổ thụ ở Đình Bình Hoà luôn. Tiếp tục chạy dọc theo kênh Mạc Cần Dưng, qua thêm 2 cây cầu nữa, nhìn tay trái sẽ gặp một cây gòn bằng chà bá. Quán lâu năm không có bản hiệu, nhưng do trước quán có một cây gòn lớn nên người ta kêu là quán bánh bèo cây gòn. Ở đây có bánh bèo chén, bánh da lợn, rau câu, da ua. Mỗi món thì 3.000 đồng tính tới. Riêng rau câu thì 2 ly 5.000. Nhưng ngon và nổi tiếng nhất vẫn là bánh bèo. Bánh bèo để trong chén, phủ ở trên là một lớp dừa béo ngậy. Nhìn thôi là thấy ngon. Bánh bèo 3.000 đồng một chén. Tôi ăn liền một lúc 5 chén tốn chỉ có 15.000. Bạn nào có người yêu cầm 50.000, dẫn người yêu tới đây ăn, bao ngon bao no, dư tiền đem về luôn. Các bạn đi Châu Đốc chơi có đi ngang Bình Hoà thì ghé ăn thử nha. Ngon bổ rẻ.